Đã trở lại với kênh xe đẹp 88. Hôm nay em mới về chiếc xe Kia Morning 2015 bản chung, xe trong nước, với giá là 235 triệu đồng. Xe không một lỗ nhỏ, cam kết xe không đâm đụng ngập nước. Chúng ta cùng xe tổng thành chiếc xe. Keo chỉ còn nguyên. Vô lăng của xuống rất đẹp này. Là tí nó quay lại anh ngoại mày làm việc với mày, anh không làm việc với nó. Mà nó làm việc với em là nó cứ làm việc với em. Em hiểu không? Keo chỉ các cánh cửa còn nguyên vẹn, không một phân keo chỉ nào. Em xin báo giá chiếc xe này. Đây là chiếc Kia Morning 2015 bản chung và trong nước, với giá là 235 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Em đến từ kênh xe đẹp 88. Em sử dụng 3 số điện thoại, đó chính là 0981188921, 0975672888 và 0973950666. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.